mình sẽ trở thành ông chủ để mình làm cho riêng mình. Em đã thành công và giờ hiện tại thì em là một ông chủ cửa hàng Nhâm Kiến tại quận 9. Em sẽ hát tặng anh một bài, còn nếu như anh cảm thấy không đủ nữa thì thôi em tặng em cho anh luôn. Tặng em cho anh luôn. Mời đàn trai. Rồi, mời đàn trai. Xin mời đàn gái. Chào chào cưng. Rồi, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào quý vị khán giả, thì anh Viền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Em tên là Nguyễn Trung Trinh, hôm nay em 33 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại Bình Thuận. Dạ, hiện tại thì em làm việc ở tại quận 9. Em làm bên Nhâm Kiến. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Viền Linh và chào bạn Nam bên kia. Và chào tất cả các vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Chào em. Em tên là Nguyễn Trường Vi. Em năm nay 29 tuổi. Quê em ở Đắk Nông. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là chuyên viên tư vấn về da. Bạn này có làn da đẹp lắm á nha. Dạ. Em ở quận mấy vậy em? Dạ, hiện tại thì em đang mướn chỗ ở quận 8 anh. Quận 8 qua quận 9. Hai số khác dạ. Bên nhưng mà nó xa lắm. Xa lắm. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi em trai. Điểm mạnh của em là biết tự lập. Năm 20 tuổi thì em vô thành phố này á là em đi tự lập rồi. Em ra làm rất là nhiều nghề. Ví dụ em làm nghề cửa sắt, xây dựng, phục vụ nhà hàng. Qua một thời gian đó thì em thấy cái nghề này nó chẳng qua là nó chỉ làm một thời thôi. Sau này em suy nghĩ là em phải đi làm kiếm một cái nghề cho mình để sau này mình sẽ trở thành ông chủ để mình làm cho riêng mình. Em đã thành công và giờ hiện tại thì em là một ông chủ cửa hàng Nhâm Kiến tại quận 9. Chúc mừng em. Như vậy là cũng đã trải nghiệm rất nhiều trong cuộc sống ha. Dạ. Tính của em á là chịu khó lắm, em muốn là mỗi năm phát triển một lần, từ cỡ 3 năm là em phải có một gì đó. Phong cách của em là phải phát triển, em làm việc á thì cũng đúng giờ rất nghiêm chỉnh. Chứ không phải là muốn làm gì thì làm. Em học của người Nhật, họ sống rất là tốt và làm việc là có kỷ cực, kỷ cương. Chứ không phải là muốn làm gì làm rồi đi đâu đi đó rồi không có chú ý tới công việc là không có được. Em có điểm yếu nào không? Điểm yếu em là không biết nấu ăn. Em hay thức khuya lắm, có đá banh nè, rồi xem phim, coi chuyện hài, phim ma. Nhiều khi em coi phim ma vậy đó, chứ mà em cũng sợ nhưng lại thích. Nó kỳ lạ. Con chi? Nhưng mà lại thích nhé. Cái đó đâu phải là điểm yếu đâu. Nhiều khi mình thức khuya quá không tốt sức khỏe. Em biết nó, nhưng mà nhiều khi buồn quá thì ở mình, nhiều khi phải làm cho buồn nó. Buồn quá ở mình. Nếu có người ở với em đâu coi phim đúng không? Dạ, em hơi nóng tính xíu, nhưng mà hết rồi thôi à, chứ không có để trong lòng. Giận hờn em cũng không thích. Tại nhiều khi em làm với lại việc với lại nhân viên của em á mà em thấy không dễ đó là em la lên. Em la lớn không? Dạ không. La lên là làm việc vậy là không có được. Nếu mình làm như vậy á là ảnh hưởng tới khách hàng. Thí dụ giờ anh làm là hư nhà của em nè, la thử lên. Trời ơi, vậy là làm không được nha. Cái này làm như vậy là hư nha anh Nguyễn Linh. Trời ơi, cái đó không phải là la ông nội ơi. Không, cái đó là không, em la đó, em la nhỏ nhẹ thôi chứ em không có la lớn. La để cho người ta biết chứ không để cho mất lòng. Rất là tình cảm la dạ. Mà nó giống như là dạ. Tâm sự vậy. Sống của em là rất là tình cảm. Tại vì nhiều khi không có ai mà hoàn hảo hết. Nhiều khi mình thấy như vậy mình nói để cho ta rút kinh nghiệm. Để người ta tốt hơn. Được. Chứ không phải để la người ta là bỏ người ta hay là đuổi việc người ta là không có hả? Tôi thấy đàn trai là tốt đó. Dạ. Đâu em la lớn nhất cho chị. Em dạ nó nhất rồi. Là anh nè, ví dụ là anh nè. Dạ. Ơi sao mà làm hư hoài đồ vậy? Thì tôi làm vậy được rồi sao? Làm như hư đồ là mất uy tín của tôi. Tôi làm hư được rồi sao? Thì thôi vậy là thôi bớt đây, giờ này tới là nếu làm hư vậy là cho. Có gì? Tôi muốn làm hư đó. Dạ em nghĩ mà vài bữa đem về em hiểu được. Xong cho nghỉ luôn, cho nghỉ vài bữa. Còn nếu mà thích thì cho nghỉ luôn chứ biết sao giờ. Tại em làm hư mà em cố chấp vậy sao mà ai còn làm được? Tôi thích vậy đó, rồi sao? Dạ thích vậy thì nên này hơi khó đó, tại vì nhiều khi như vậy thì làm công việc mà người làm của mình mà làm như vậy thì mình cũng không thích. Không thích thì thôi, tôi thích làm đó. Dạ. Ủa tự nhiên tôi cho người tôi nghĩ tôi mắc mới thì phải cho tôi nghĩ. Tại vì khi anh làm như vậy là ảnh hưởng tới uy tín của em thì nó thiệt. Thì thôi giờ anh đừng nóng giận nữa, tại đây là anh làm sai chứ không phải tại em làm sai. Tội nghiệp không? Đàn ông không có như vậy. Bực mình đúng mà, tự nhiên mình đúng, bây giờ mình tự nhiên đang ở cái kèo trên cái mình nói chuyện một hồi mình bị lật xuống kèo dưới là sao? Đáng mất thôi, nhưng mà quá mất của em á là không được. Thì nãy em quá mất luôn là em phải cho họ thôi việc thôi. Không nghĩ tới quậy em tiếp, em làm gì? Không có đâu quậy em được. Em làm sai mà lại đi là làm chửi người chủ vậy đâu có nên. Không nên. Nhưng mà em nghĩ chắc con người không ai làm vậy đâu, họ sẽ không làm. Nhưng mà làm vậy là quá thôi chứ thật chắc ra mất mới gì quá. Hiền quá trời. Tôi cố tình gì mà cũng hiền lắm á. Còn em sao? Điểm mạnh của em là em hát được nhạc bolero. Có thể là những người mà người ta đang rất là nóng tính luôn thì em có thể là em làm người ta dịu xuống được. Ta nóng em hát hả? Dạ không chị. Dạ không anh. Làm sao mà người ta xuống? Thì cũng giống như là em nói chuyện kiểu dạng như nói để cho người ta bớt lại cái cơn giận của người ta xuống. Em nói sao rồi? Giờ tôi giận em lắm rồi. Em đang đứng em vuốt thử chứ cái ông này hồi nãy là ông kia vuốt không được. Mình lắm rồi đó. Dạ.
Nguyên nhân vì sao mà anh Quyền Linh bực mình? Tôi thấy hai người nói chuyện tôi bực mình quá. Tôi bực mình ở cái điểm gì anh có thể nói cho em biết? Tôi không biết mà tôi bực mình vậy đó. Em hết cách với anh Linh luôn. Mất nơi hết cách. Tự nhiên anh bực em không biết lý do vì sao. Tôi thích bực là tôi bực. Vậy thôi em im. Hai người này chắc không có cãi nhau đâu. Anh ví dụ như mà nóng tính nha, em sao ta, em nhõng nhẽo, em sẽ có nhõng nhẽo. Không biết là anh có chịu hay không. Ừ, có nhõng nhẽo chịu không? Phụ nữ thì đương nhiên họ phải nhõng nhẽo rồi, em phải chịu thôi. Tại vì phải yếu là họ thường thường á là họ nhõng nhẽo, mà phải mạnh á mình phải chia sẻ là mình yêu thương thì họ lại thương mình hơn. Em có mấy mối tình rồi em gái? Dạ đó, giờ thì em yêu có một người anh. Em yêu người đó 7 năm, em chia tay hiện tại là trời ơi. Mà lý do gì 8 năm em không có người yêu? Dạ thật ra thì em cũng có nhiều người thả thính lắm chị. Nhưng mà không biết sao em không có cảm tình. Giống như là có một lần thì ba anh em trong một gia đình thương em luôn. Mà em không biết chị. Với lại cũng có nhiều người ta thương em nữa mà người ta không dám tỏ tình chị ơi. Người ta nghĩ em có ghệ rồi, không ai tỏ tình với em hết. Không mà em dễ thương mà. Cảm ơn anh. Em có mấy người yêu? Dạ em có 2 mối tình. Làm sao? Thật tức là người ta yêu em nhưng mà em có yêu lại. Sao kỳ vậy? Tại vì cái bạn gái đó dễ thương lắm. Mèo chút điều nó hay ngọng. Nó ngọng kệ người ta, miễn sao tao yêu mình thôi chứ. Tại em mỗi lần em nói chuyện với bạn là kêu em ơi đi chơi không em. Kêu nói chuyện mà nó cười lắm. Nó khó chịu lắm. Em không biết nó cái gì nó miệng nữa. Mỗi lần đi ăn gì là nói chuyện gì mà cũng khó, rõ ràng người ta cười em hoài à. Nó kêu, hỏi đi ăn cũng biết ăn nói gì luôn hả? Ăn chè cái đó. Nên, em buồn lắm thì kêu em cũng xấu hổ người ta. Thì cái tật của người ta thì mình về từ từ mình tình tính em á, thương người nọ là thương cho tới nơi thôi, còn không thương thì làm bạn. Được rồi, có mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai á, em thương bạn gái đó, nhưng mà bạn gái đó lại không thương em, tức là bạn gái đó có người yêu rồi, giấu. Em có nắm tay bạn gái đó chưa? Em có nắm tay một lần rồi, nhưng bạn nói kia là bạn không thích cái mặt bạn nhăn nhăn như khỉ ăn ớt vậy đó. Còn bạn trước có hôn chưa? Bạn trước á là em cũng có hôn rồi. Hôn rồi bạn nói sao? Bạn nói kêu thấy anh dễ thương. Ủa? Hiền. Ủa bạn nói em nghe được mà. Bạn không, ý là bạn nói ngọng á là nó, nhưng mà em nói là thật tâm em. Bạn nói sao? Bạn nói kêu anh chỉ chương quá à. Em nghe không có rõ. Còn đó giờ có ai làm mai làm mối cho em chưa? Dạ. Thì có em thì em dễ thương lắm, em đi làm cho nhiều khách lắm. Cái nó kêu thằng này coi được mà. Con thích là làm mai nha, trẻ nhà chú không? Kêu dạ có chứ. Quanh chơi. Mà thấy cái bạn nữ đó không dễ em. Bạn nữ em là 57kg, bạn 75kg. Em lựa quá à. Không phải anh, mà cái gì ra đó à, thì quen mình mà ở đợi kiếp mình chứ phải một ngày hai ngày đâu anh. Còn dạ, ai nữa không? Dạ còn, nhờ có bạn ở gần nhà em đó. Mẹ bạn nó kêu là thôi con, qua nhà cô làm rể đi, em thấy cũng được. Nhưng mà em suy xét lại là em thấy bạn nữ đó hơi khó, cọc cằn lắm. Cuối cùng ông này cũng khó chứ ngoài khó đâu. Không phải là... đâu anh, bây giờ gặp ai cũng phụ nữ đó họ gặp như tính như đàn ông, gặp ai cũng đồ quýnh lộn, gặp ai cũng đợi sao mà em chịu. Dạ anh chịu không? Chịu à. Ổn. Ổn á, ổn không? Ổn. Nãy giờ em nghe chuyện về anh Chinh á, em thấy cái cảm nhận của em về cái bạn bên đây sao? Em thấy là ảnh vui tính và cũng khá hài hước. Nhưng mà anh thấy tính ảnh hơi khó một chút đó chị. Em có một cái yêu cầu gì về ngoại hình đối với người bạn trai của mình không? Cao hơn em là được rồi chị. Ảnh sao cũng được, nghĩ sao hai đứa thương hiểu nhau là được rồi chị. Em nghĩ sao em mua cái món quà này vậy? Tại vì em mua cái tim này là giống như là mùa đông đã về rồi. Em muốn cho bạn gầm để nhìn thấy cái tim không? Cho ấm. Vậy hả? Chị dạ. Thấy có cái chữ đó kìa. Dạ. Chữ đó gì? Luôn hả? I love you. Hôm nay nên đi với ai vậy Trinh? Dạ em, bữa nay em đi với lại ba đứa em của em. Ba đứa em nãy có nghe câu chuyện ba anh em thương người không? Em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Hai người là thần tượng của em rất là hâm mộ từ lâu rồi. Cảm ơn em. Xin chào các bạn đang theo dõi chương trình. Em thấy bạn gái bên đây là một người có giọng nói thanh nhẹ, dễ thương. Cảm nhận của em đó là bạn gái này có hội tụ những cái đức tính tốt. Và em nghĩ rằng anh Trung Trinh sẽ thích cái những phẩm chất này. Người anh của em thì có một số cái truyền đạt á, nó không được rõ ràng, nhưng nhiều khi là chưa hiểu lắm. Đi cùng em thì hôm nay là có cũng Thắng và Hải. Hồi nhỏ thì em cũng có ở chung với anh Trinh được khoảng 2 năm. Thì kinh tế gia đình cho nên là anh Trinh lúc nhỏ thì ở với lại bà nội. Sau này thì ở với lại cô chú, thì ba mẹ đi làm kinh tế. Cho nên là cũng không có được dạy dỗ hay là này kia giống như là những người khác. Cho nên là nếu như mà mình nghe thì mình có thể thấy là anh Trinh thật thà. Ảnh không có kiềm chế, anh không có nghĩ sao nói vậy à. Cho nên là nhiều lúc nếu như mà nghe mà không hiểu á, thì nghĩ anh Trinh là không có phải là người chín chắn đàng hoàng. Nhưng mà về cuộc sống á, thì thật tình á, thì anh Trinh rất là can đảm, nghĩ gì là làm cái đó. Ngay cả cái việc mà anh đi vào Sài Gòn á, em nghĩ là lúc ảnh đi vô chắc em nghĩ là chỉ có khoảng mấy ký hột điều để anh bán anh đi thôi. Dạ, nhưng mà anh vẫn vô Sài Gòn.
Rồi ảnh từ từ ảnh học nghề ảnh lên, rồi đến ảnh tự ảnh ra ảnh mở một cái tiệm. Và lúc ảnh mở tiệm thì thật ra là kinh tế cũng không có gì bao nhiêu, em nghĩ là cũng khoảng vài chục triệu thôi. Nhưng mà dần dần thì ảnh có được nhiều khách hàng, rồi ảnh tay nghề ảnh rất là tốt. Và thật sự là anh em của em rất là thương ảnh. Và cũng thật sự với bạn nữ luôn là ảnh không có biết nói lời ngon ngọt hay là nịnh bợ. Bữa nay đẹp anh cho nó đẹp á, vậy thôi. Hay là nấu ăn dở anh sẽ sẵn sàng anh nói là dở quá, anh không biết lấy lòng. Cũng là một trong những cái mà cái nhược điểm của ảnh. Rồi cảm ơn ba em trai nhé. Hy vọng nó không giống câu chuyện đầu tiên. Đúng rồi, còn tại một sao Trinh lại khóc Trinh? Tại em xúc động á. Nay Trinh đi với ai vậy? Dạ bữa nay em đi với lại bà đây em đó. Chị xin lỗi em. Chị em làm gì rồi? Nhìn em khóc. Chị kiểu tại em nói đi với ba em trai. Rồi em gái bên kia đi với ai? Dạ em đi chung với lại em trai với lại cháu gái em ạ. Rồi vâng, xin kính chào anh Quỳnh Linh. Xin chào chị Hồng Vân. Thì hôm nay em là em của chị Vy. Anh thì em thấy anh cũng về ngoài thì cũng khá, nói chuyện thì rất là hài hước, có ý chí tự lập và có cái tinh thần cầu tiến. Nếu mà quen chị em thì nên cứng rắn hơn một xíu, tại em thấy thì anh rất là tình cảm. Nói thật ra là anh không yếu đuối được, chân qua anh nói ra anh xúc động. Tại bản thân của anh á là tình cảm thôi. Thôi bây giờ chắc là rồi, mở rào ha. Rồi mở rào. Nào mở rào. Công việc là của em đó. Xin chào em. Lớp gì? Dạ. Anh gói này tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em có một cái đặc điểm là em rất là hay quên, cho nên là quà của anh em quên mất tiêu rồi. Để chuộc tội anh, em sẽ hát tặng anh một bài. Còn nếu như anh cảm thấy không đủ nữa, thôi em tặng em cho anh luôn. Tặng em cho anh luôn. Rồi, cảm ơn em. Nên trầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em về với anh. Hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Cảm ơn. Dạ. Hát tặng lại chính anh. Anh cũng có bài hát tặng cho em. Dạ. Đêm từng đêm khi màn sương buông xuống thênh thang bao nhiêu nẻo đường, anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu. Cho dù mưa sông, cho dù nàng trai anh vẫn chờ. Dạ em hết ạ. Dạ. Dễ thương quá. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Anh nói trước nha. Dạ. Thì lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em cũng dễ thương. Dạ em cảm ơn anh. Dạ, xinh sáng. Em có nói với anh gì không? Hồi nãy thì có nghe anh chia sẻ là anh nấu ăn không được ngon đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng, thì mai mốt mà thí dụ như em với anh mà có quen nhau thì chỉ có ăn mì gói thôi anh ơi, em nấu ăn cũng không ngon luôn. À vậy hả? Dạ. Vậy mình mới đi học đi, muốn giỏi đi học, có gì đâu. Dạ. Cho em hỏi một cái nữa là quan điểm của anh như thế nào về con gái xăm hình? Nói thiệt ra nhiều lúc á, anh suy nghĩ ra người Việt Nam mình á là rất là bất khuất. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thời gian hiện tại đây á, anh thấy thay đổi nhiều quá. Xăm hình có. Dạ. Nhưng mà xăm hình á, xăm gì nhỏ nhỏ gì ít thôi, chứ làm xăm nhiều quá thì nó không được đẹp anh. Bây giờ người ta xăm ở trong bự chà bá lửa luôn. Không sao, nếu mà xăm ở trong thì nó che lại sao? Bự cũng sao đúng không? Dạ. Đi ra đây. Dạ. Ra đây. Dạ. Đẹp không? À, cái này hả? Đẹp thiệt. Đẹp không? Cái gì đẹp? Dạ cái bông mà em biết bông gì, bông hồng. Hồng mẫu đơn á chị. Mẫu đơn. Em thấy đẹp. Em thấy đẹp. Những cái hình xăm ở trên người của em thì nó đều có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Thì em cũng giống như anh như vậy, một mình em cũng một thân một mình ở Sài Gòn, em bươn chải. Nói về cái bông hoa của em thì bông hoa của em là tượng trưng là giống như một người con gái mạnh mẽ. Mình phải quyết đoán, mình phải sống tự lập và không dựa vào ai hết. Còn cái hình thứ hai của em là hình về cái đôi chim uyên ương. Ế quá rồi, cái em xăm tại vì em suy nghĩ là cái gì cũng có đôi có cặp, khi mình xăm lên biết đâu mình sẽ có thì sao. Anh thấy à. Đúng được. À. Không, mới mốt lấy chồng về xăm hình em trên người được không? Dạ được. Được. Hay. Đối với anh á, là phụ nữ á, mình phải biết chịu khó, siêng năng. Bây giờ thời buổi này người ta rất thích gì, đại gia hay là thích mình của tiền. Nhưng mà thật chắc ra đại gia người ta phải làm thôi mới có, chứ đâu mà có. Dạ. Cho mình đồng tiền của mình làm ra là nó phải từ đổ mồ hôi nó ra, từ khó khăn lên mới quý được. Dạ. Rồi bây giờ em hẹn hò với cô gái như thế nào, sở thích gì đó em hỏi đi. Em thì em rất bạn trai mà bụng to to xíu, em rất là thích nựng cái bụng. Em tâm đi, anh cũng có bụng mà bụng ít thôi.
Ta nựng má con nựng thích nựng bụng lạ ta. Em thích nhéo thôi, em nhéo bầm luôn á. Nhéo vô bụng luôn hả? Dạ. Bụng anh vậy mở ra bự lắm đó. Em có gì mạnh mẽ chứng minh cô gái để bảo vệ cô gái này được không? Em yên tâm đi. Anh tây vậy anh mạnh mẽ lắm. Anh có võ. Có luôn không? Có anh. Ừ. Em, anh có học võ taekwondo. Rồi. Nói chung là ở bên quận 1 á. Em chỉ hy vọng là cái võ của anh sử dụng ngoài đường, đừng sử dụng ở em nhà là tâm. Được. Anh sử dụng ngoài đường còn em là anh bảo vệ. Taekwondo là thường có nhiều đòn đá chứ không có đòn tay. Rồi. Bây giờ coi anh đá nha. Ừ. Đừng quên coi gì không quan trọng mà anh dạy coi nha. Em có cần máy không? Không. Chúng em sao? Em ngồi đây, anh đá đây là đá dạ. Đá với đâu đá trước mặt em. Dạ. Mà mỗi vô là thủ nè. Ừ. Em là thật rằng là vô là bạn nè. Mấy bạn vô là em thủ liền. Mà mấy bạn to hơn em hù liền để nó sợ mình. Hù sao? Vô. Hù luôn hả? Dạ, hù với anh không để nó tấn công mình đâu được. Mình hùng mạnh lên. Cho dù đối thủ nào thế nào nữa mình nói đây mình hù nó để sợ. Giờ hù tôi coi tôi sợ không nè. Dạ, giờ hù không? Thì mình phải mạnh mẽ lên anh. Mỗi lần mình nhưng mà ra đòn nhanh lắm à, gọn. Ra đòn nhanh lắm. Tại vì nhiều khi em đấu với bạn nhiều cao hơn anh nữa đó. Anh nghĩ lý sao đâu, nó thiệt. Anh không nghĩ lý gì không phải, em phải. Anh em không sợ, anh em đang sợ chứ không nghĩ lý gì. Anh nói chung là em rất là tôn trọng anh. Mày dễ thương quá. Dễ thương quá trời luôn á. Để tao vào nút bấm. Bấm nút là trao duyên lẫn nhau và có trách nhiệm với nút bấm đó. Trách nhiệm quyết định của mình. Nào, 3 2 và 1. Hết thời gian. Ủa em có bấm không vậy? Dạ không chị. Ồ vậy hả? Dạ. Sao về em gái? À, em thì em chưa có tìm được một cái cảm giác là rung động với anh. Nhưng thật sự nói đây là chàng trai rất là... Xin mời gia đình nhà gái. Chào kênh. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi bạn. Anh ơi. Mời đàn gái giới thiệu về mình. À, dạ, xin chào cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh. Em tên là Đoàn Thị Thu Hường, em tới từ Bình Phước. Em 26 tuổi, hiện đang làm ở công ty sản xuất tại Bình Phước. Rồi, mời bên bạn trai. Lời đầu tiên cho em xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã có mặt trong trường quay hôm nay. Em chào anh Quỳnh Linh, rồi, chào chị em. Hồng Vân ạ. Chào em. Dạ, em tên là Nguyễn Công Minh, năm nay 27 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hiện tại em đang làm việc tại công ty Tân Cảng, Long Bình. Mình làm về công việc gì Minh? Em làm ở phòng điều độ ở công ty Tân Cảng. Rồi bây giờ á, cứ nói về mình đi. Điểm mạnh là cái gì nè? Tính cách của em thì rất là thẳng thắn, sống với mọi người chân thành. Và được cái có tính, cũng có tính một chút xíu về gia trưởng. Về gia trưởng? Ủa, phụ nữ mà có tính gia trưởng hả? Dạ. Sao căng vậy ta? Thường xưa người ta nói đàn ông có gia trưởng, phụ nữ cũng có tính gia trưởng nữa hả? Dạ, tại vì em là con lớn trong gia đình, có hai em nhỏ nữa. Nên em phải có cái tính đó thì mới trị được hai đứa kia đúng không? Dạ, thay ba mẹ muốn lắm. Em đã có mối tình nào chưa? Dạ, có ạ. Rồi có áp dụng cái gia trưởng đó trong tình yêu không? Dạ, hồi đó quen nhau thì là học sinh nên là bạn ấy cũng rất là rụt rè. Thì em sẽ là người chủ động. Em tỏ tình chứ? Em tỏ tình chứ? Cũng hay đó chứ. Bây giờ thì em nói về tính cách của em đi. Điểm mạnh, điểm yếu thế nào? Vâng, tính cách của em thì là vui tính, hài hước, nhiệt tình. Điểm mạnh thì nhưng mà có một chút sáng tạo, có óc hài hước, rồi luôn quan tâm đến mọi người. Em có tật xấu gì không? Dạ đương nhiên ạ, ai cũng sẽ có một điểm yếu lên của mình. Cụ thể? Em thì tính còn hấp tấp. Hấp tấp? Còn hơi thiếu kiên nhẫn. Vẫn còn hay quên. Em có mấy mối tình rồi? Hiện tại thì em chưa có mối tình chính thức nào cả. Nếu mà có cũng chỉ gọi là quen sơ. Sơ sơ thôi hả? Đúng rồi, cũng không có quá thân thiết gì. Tức là chưa có tình yêu? Vâng, có thể gọi như vậy. Ô vậy đó hả? Từ đó tới giờ luôn hả cưng? Dạ. Cái mẫu người đàn ông mà em thích là như thế nào? Em yêu cầu, không có yêu cầu về ngoại hình. Không có yêu cầu về ngoại hình? Dạ. Ừ, sao cũng được. Dễ nhìn thôi. Về tính cách thì quan trọng hơn thôi. Tính cách, ví dụ? Đầu tiên là phải biết quan tâm người khác. Và hiếu thảo với gia đình. Và em cũng yêu cầu là bạn ấy có một cái gọi là hơi trầm tính chút xíu. Bên kia yêu cầu người yêu không cần cao thấp, không cần ngoại hình gì hết. Còn em sao? Em nếu cô gái từ 1m6 trở lên thì tốt quá rồi. Có gì khuôn mặt luôn tụy cười. Cái gọi là thân thái lúc nào cũng vui tươi lạc quan á. Gây cái hả? Gọi là sự năng lượng tích cực cho người đối diện. Nếu mà bạn gái gia trưởng thì em có đồng ý không? Cái này em nghĩ là sau một thời gian tìm hiểu thì em mới có thể gọi là có làm quyết định chính xác được. Chứ bây giờ nếu mà nói ra thì còn sớm quá. Thì sao? Cưng, chị thấy em đang rối đúng không? Thật sự là câu trả lời nó hơi khó.
Nhưng mà cái điều gì mà em không thích nhất ở người phụ nữ? Không thích nhất nè, em hay nói vui á, cái là ảo tưởng sức mạnh, quá kiêu kỳ, cái là nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Đại khái là em không thích con gái ở cái điểm là ảo tưởng sức mạnh. Dạ đúng ạ. Còn em không thích ở người đàn ông là điều gì? Gia trưởng. Em gia trưởng mà em thích người ta gia trưởng. Dạ. Vậy là coi như là không, em sẽ, bạn này sẽ phải lấy một cái người đàn ông không biết gia trưởng là gì để cho em gia trưởng. Bởi vì đôi khi là bên đây là phải suy nghĩ cho kỹ nha. Mà em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với bản thân và hai em gái ạ. Dạ xin chào cô chú và tất cả mọi người. Con xin đính chính lại một chút là chị con không có phải là gia trưởng mà ép tụi con làm theo cái này làm theo cái kia nghiêm khắc, chứ không phải là gia trưởng. Còn tính cách thì em nghĩ là ai rồi cũng phải có sự thay đổi thôi, nên là nếu mà anh chị đến với nhau thì chắc chắn là chị em cũng sẽ thay đổi và để hoàn thiện mình hơn. Rồi, cảm ơn em. Thấy thích khởi phào. Ta đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh ạ. Em là mẹ của Minh. Minh thì rất là hiền và có hiếu với bố mẹ. Thấy cháu bên đây thì dễ thương. Về ngoại hình thì cũng rất là xinh xắn. Dạ còn cái tính nét ấy thì nếu mà người ta nói là đủ yêu thương á thì con người sống với nhau người ta sẽ dễ bỏ qua những cái lỗi lầm. Cái quan trọng là hai cháu thật lòng thương yêu nhau. Còn cái chuyện mà cháu hơi khắt khe với các em ấy thì cũng là một điều tốt để sau này còn dạy con. Dạ. Cho nên rất là mong là hai cháu đến được với nhau. Rồi, cảm ơn thằng trai. Bây giờ thì hai đứa đã nghe hết rồi ha. Góp ý của hai bên cũng như nãy giờ mình cũng nghe qua cái rào này rồi. Thì mình gặp mặt nhau mình cảm nhận thôi, mình quyết định thế nào nha. Mở rào. Anh chào em. Dạ chào anh. Hôm nay anh đến thì có một món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em có món quà, nó là một cặp. Anh có thể móc vào chìa khóa xe hoặc là móc vào chìa khóa nhà gì đó. Nó là một cặp màu khác nhau thôi, nhưng mà kiểu dáng là giống nhau. Thì em mong rằng là em với anh hai tính cách khác nhau, nhưng mình sẽ đi chung được một con đường, hướng chung một lý tưởng. Anh cũng rất mong điều đó. Anh cảm ơn em. Hai đứa cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên hai em gặp mặt nhau đó. Anh thấy em cũng khá dễ thương. Nhất là đôi mắt. Các bạn là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Anh nhìn mắt em á, anh tưởng bố câu. Còn mắt anh thì là diều hâu rình mồi. Thần tượng của em là gì? Mẫu người thôi. Không, thần tượng của em á, có thể là bất kỳ những người trong lĩnh vực ca nhạc, khấu điện ảnh hay là khoa học hay gì. Em thần tượng K-pop. Bởi giống em gái của anh này, nó cũng rất thích K-pop. Mặc dù anh không thích chúng. Còn anh? Thần tượng của anh à? Khá nhiều đấy. Nhưng mà anh ấn tượng nhất là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Người đàn ông mạnh mẽ, văn võ song toàn, khả năng gọi là ứng biến tình huống, xoay chuyển tình thế. Cho dù gặp bất lợi đến đâu cũng vẫn giữ thái độ bình thản. Anh thấy đấy là một mẫu người mà anh luôn phấn đấu để một phần của người ta. Em bây giờ em có hỏi bạn này về vấn đề nếu như tụi em lấy nhau á thì là hai đứa sẽ ở đâu? Rồi có làm dâu không? Em phải suy nghĩ kỹ nha. Em đang là yêu xa đấy. Anh một hiểu. Tuần có thể gặp nhau một lần hoặc một tháng. Nhưng mà rồi lấy nhau thì là ở đâu, là ở Bình Phước hay là ở Biên Hòa nè? Quan điểm của anh á là muốn vợ sống cùng với nhà ở bố với bố mẹ với anh. Nhà em á thì em vẫn về thường xuyên được, không vấn đề gì hết. Thật ra là gia đình em không có đặt nặng vấn đề là đi làm dâu hoặc là ở lại gần bố mẹ để chăm sóc ba mẹ bố mẹ em. Nhưng cái đó em tự nhận thức được. Tại vì em không biết được sau này là em gái của em sẽ ở xa hay ở gần. Em sẽ luôn dành cái điều tốt đẹp nhất cho em gái của em. Anh hiểu điều đó. Bạn này là có tư tưởng chị tôi á, chắc mê chú Trần Tiến ha. Cầu xây xong đã lâu hả? Tức là giờ để cho các em xin cho em đó. Thôi. Quan điểm với con cái thế nào? Trai con gái gì đó? Anh thì cũng như mọi người thôi. Dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Em thì em muốn ba. Ba? Dạ, cho đông vui à. Thích ba. Chia hơi khó đấy. Tại sao lại khó? Anh tại khó là hả? Chia đôi lúc nào sẽ dễ hơn chia ba. Đây là cái suy nghĩ vui thôi, không có gì hết. Rồi các bạn hát tặng nhau đi. Để chúng ta cảm nhận về cảm xúc của nhau. Dạ vâng. Em biết bài Giấc mơ Chappie. Ôi giấc ở lấy rừng rừng cây ngọn núi nghe tiếng đàn Chappie. Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn Chappie. Tôi yêu Chappie không còn cô đơn, không buồn, không vui.
Tôi nghe cha Pi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ. Ôi cha Pi. Hát rất là tâm trạng luôn, hát rất là tâm trạng luôn. Rất là cảm xúc. Rồi mà bạn gái. Bé ơi mơ gì thế em, mà sao đôi mắt em màu xa xăm. Cắt tiếng con à? Tôi quên lời rồi. Chết cô không biết bài này con ạ. Cô biết mỗi bài chị tôi. Bé ơi mơ gì thế em, mà sao đôi mắt em trông vào xa xăm. Cớ sao không nhìn thấy anh, từ lâu đã ngắm em xinh như một thiên thần. Ghét ghê ai thèm biết anh, người ta đang ngắm muôn hoa vào mùa xuân. Cớ sao... Thôi, tới đó. Được rồi. Đúng rồi, không phải là vấn đề hát hay không, hát hay. Nhưng mà hát bằng cảm xúc, để mà cảm nhận cảm xúc vào nhau. Hai bạn phải nói là cũng rất là cảm xúc trong cái bài hát vừa rồi. Bây giờ á, hãy tiến đến nắm tay cô gái và cảm nhận, và chúng ta nói hết những cái suy nghĩ của mình về người đối diện, về những cái cảm nhận từ nãy giờ nào. Nắm tay đi, hai tay nắm vô. Em chỗ đó bắt tay nhau thế nhỉ? Quên, anh chưa hỏi em cao khoảng mét mấy nhỉ? Mét 65. Bởi vì nếu sau này anh có hôn một cô gái thì anh sẽ đỡ mọi cổ hơn. Anh nói thật là khi anh thích một người á thì thời gian nó dường như nó trôi chậm lại á. Một ngày mà mình không gặp người ta thì cảm giác như 24 tiếng vừa trôi qua. Em thì hiện tại em đang cần một người có thể bao dung, bao dung được cái tính cách của em. Anh nhắm là anh có thể làm được điều đó không? Anh yên tâm, em cũng biết làm nũng rồi. Nhưng mà không phải thầy. Em còn gì nữa không? Không. Rồi, hết thời gian. Như vậy là chúng ta đã hết thời gian trao đổi với nhau. Bây giờ các bạn để tay vào nút bấm. Đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, suy nghĩ cho nó kỹ, xem người này có phải là người cùng đi với mình trên con đường hay không. Yêu xa có được hay không? Một tuần có thể gặp nhiều lần hay không? Có khắc khoải vì xa nhau hay không? Quyết định từ trái tim của mình các bạn nha. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị 3 2 1 hết thời gian. Nắm tay nhau đi, bây giờ phải chính thức là nắm tay chứ không phải bắt tay. Bây giờ còn là bắt tay không ạ? Nó nghe là Linh giống như là một cái giao dịch vừa xong á. Rất là Putin luôn á. Cái này là tình yêu chứ không phải là bắt tay. Nắm tay nhau thế nào? Để tay trái ra. Anh thường hay suy nghĩ hơi lâu. Có nghĩa là quá thời lâu. Gian quyết định là, nếu mà thời gian là 60 giây á, thì anh đến giây 59 anh quyết định. Để bạn gái rất là chủ động, bấm luôn ngay từ lúc đầu. Em không thấy điều đó. Lúc em đang suy nghĩ tương lai. Tương lai em suy nghĩ gì? Em đang lập kế hoạch là từ 2020 đến 2030 mình làm cái gì. 30 đến 40 mình làm cái gì. Sao vậy? Nãy suy nghĩ vậy đó hả? Trời ơi, trời, tôi suy nghĩ có ngày mai hẹn bạn ấy đâu. Dạ, tôi suy nghĩ tới 2030 đằng. Rồi, một nụ hôn đầu tiên. Chưa bao giờ hôn ai đấy. Hôn sao cho coi được đó. Thấy nó không có ra gì chân á. Nó chưa có ra cái gì chân á. Đó kìa, đó. Là bạn sự khởi đầu nan ạ. Không sao. Thấy chưa, người ta bản lĩnh chưa. Đấy. Làm lại y chang thế coi. Em để cho anh chút. Đó. Nắm tay nhau, đúng rồi. Anh mẹ đó, không có phải bắt tay. Trời ơi. Bắt tay hoài hả? Bắt tay hoài. Giao dịch thành công. Anh nghĩ là tình yêu giữa thăng hoa thì cái chuyện không có xa gì mấy đâu. Nửa vòng trái đất người ta còn bay về đây mà ha. Chúc các bạn hạnh phúc. Thấy thương quá. Trường cũng rất là xúc động. Anh thấy rằng một người đàn ông mà gọi là khóc trước mặt mọi người cũng khó lắm đó. Chắc là cũng do bị tổn thương nhiều quá. Đúng không Trường? Em sợ nhất sự phản bội hả? Trong cuộc hôn nhân vừa rồi em thấy rằng mình có lỗi gì không? Em phát hiện ra sự phản bội đó. Cho chị hỏi sâu thêm một tí nữa là khi bạn phát hiện ra cái điều đó thì cả hai có cùng ngồi lại nói chuyện với nhau không? Không chị, tại người ta không, người ta chối. Người ta nói cái đó chỉ là bạn bè thôi. Nhưng mà biết đâu là bạn bè thiệt thì sao? Không, không đúng như vậy, tại chỉ là cái lời nói thôi. Nhưng mà sự là
Tại vì người ta đã qua mặt em, người ta cứ nói bạn bè với là cái cớ để người ta qua mặt em thôi. Nhưng mà em lấy cái cớ gì mà nói đó là sự thật? Tại vì người ta đã hứa hẹn sống chết với em. Em phát hiện ra những cái tin nhắn hay sao? Dạ, trong những cái tin nhắn. Rồi em mới nói thôi bây giờ ly hôn rồi, giờ ra mặt đi, đừng có mà làm như vậy nữa. Người ta cũng không dám nghe. Nhưng mà cuối cùng cái lỗi là lỗi do em. Do em? Dạ, hoàn toàn lỗi do em. Lỗi gì? Thì người ta nói đủ thứ hết. Do em không quan tâm, rồi do em nghèo, và do em công việc không hợp với người ta, rồi em không xứng với người ta. Nói vậy luôn hả? Dạ. Rồi người ta nói em thương người ta hỏi vì tiền. Nói chung là tất cả các lỗi là vì em. Rồi, thôi. Thôi, quá khứ bây giờ chúng ta khép lại. Mình biết giờ, vậy là được rồi. Đúng ha. Rồi, chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình mới nè. Chào em gái. Dạ, chào. Bên kia chàng trai cũng tổn thương có lẽ nặng lắm mới có thể xúc động trước mặt mọi người như vậy. Hai người đều tổn thương hết rồi. Anh nghĩ rằng là chúng ta đã từng bị tổn thương thì chúng ta sẽ không bao giờ làm người khác tổn thương nữa. Bởi vì á, chưa bao giờ mà người nào mà tổn thương đỉnh cao của nó, người ta đau lắm. Và chắc chắn người ta không muốn gây cái tổn thương cho người khác. Và nhớ, sau này anh nghĩ rằng nếu hai đứa đến nhau cũng đừng bao giờ đem tổn thương cho nhau cả. Rồi, cho qua luôn. Mọi thứ nó gọi là không có vui nữa, bỏ qua đi. Giờ hướng tới chuyện buồn. Con gái sinh năm mấy? Em sinh năm 94. 94, bên kia sinh năm mấy? Dạ, em 86. Hả? 86. 86 là trên nhau 2? 8 tuổi. 8 tuổi không? Có vấn đề gì không em gái? Dạ không có. Không có đúng không? Dạ. Thôi bây giờ thì mỗi người lỡ chuyến xe rồi mình leo chuyến xe khác mình đi. Đúng rồi, mình nói về tương lai. Tương lai luôn. Đúng, bây giờ là chàng trai của chúng ta mong muốn có một người phụ nữ như thế nào? Ngoài cái việc là chung thủy ra thì còn cái gì nữa? Biết quan tâm tới em rồi đó, với con em. À vậy thôi đúng không? Thật ra một người đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi thì người ta cũng chỉ mong như vậy thôi. Không mong cái gì hơn cả. Quan tâm với con em hả? Nói chung thương con em là được. Thương mà cô gái kia cũng có con nhưng không được ở cùng với con, cho nên là chị Lan nghĩ là cổ sẽ rất là yêu thương trẻ con. Mình trước khi mình mong muốn người ta thương mình và thương con mình thì mình phải thương người ta và thương con, thương gia đình của người ta luôn. Nó đơn giản như vậy đó em trai ạ. Dạ. Anh nghĩ rằng sẽ được thôi. Sẽ được điều đó. Còn cô gái bên đây cho chị Lan hỏi sâu một tí là thường ở ly hôn thì người mẹ hay dành về mình cái quyền nuôi con lắm. Thì còn ở bạn thì lý do tại sao mà bạn lại để con cho bên bố nuôi? Tại vì mẹ em bị bệnh giữ bé không nổi cho nên là em mới đưa bé về cho cha nuôi. Em cũng cố gắng nuôi bé được 3 năm em mới đưa cho cha nó. Nuôi 3 năm rồi đó hả? Thôi mạnh mẽ lên con gái anh nè. Người phụ nữ cũng lỡ một chuyến đò nhưng rất mạnh mẽ. Hãy học hỏi con người này cũng mạnh mẽ lắm. Làm chủ bản thân của mình ha. Thật ra là chị cũng rất là hiểu và chia sẻ với em về cái việc em không thể nuôi con được. Cái đó là một cái vấn đề bất khả kháng. Chứ bất kể người mẹ nào người ta cũng muốn được ở gần con người ta cả. Nhưng mà thôi không sao. Sau này khi em có một cái gia đình mới, em ổn định hơn thì em sẽ đón con về ở với mình. Chị nghĩ cái điều đó nó cũng không quá khó khăn với bố của đứa trẻ đâu. Ha. Thì chỗ nào cha với mẹ cũng như nhau. Đúng mà rồi. Bên nào nuôi tốt thì mình để nó lo cho cháu. Cháu nó có cái sự phát triển rồi sau đó cũng... Đúng rồi, quan trọng là người lớn chúng ta cư xử với nhau như thế nào. Đúng thôi. Đúng rồi. Thôi, mình hỏi người thân đi. Đi với ai? Dạ, đi với con. À, trai đây hả? Dạ. Rồi, chào trai. Con cầm video cho chú Hồ Linh đi. À. Con tên là gì? Tên là Huỳnh Nguyễn Trung Vũ. Vũ hả? Dạ. Con lớp mấy rồi Vũ? Lớp 5. Lớp 5. Bao lâu rồi con chưa gặp mẹ? Không biết. Không biết luôn hả? Mẹ không có về thăm hả trai? Em có cho về thăm không trường? Cho bình thường à. Cho bình thường? Dạ. Mà bên kia không có liên lạc luôn hả? Dạ không. Tại từ lúc mà ký đơn này em không có liên lạc luôn. Rồi dạ. Mẹ cũng có về thăm con luôn? Dạ không. Anh nghĩ rằng là làm sao cách nào đó cho mẹ liên lạc để thăm con chút xíu không. Dù sao con cũng cần tình cảm của mẹ. Tại vì cái đó người ta không muốn rồi. Giờ anh tạo điều kiện thì người ta cũng vậy hả? Tại vì hiện tại bây giờ cũng có điện thoại nữa trơn chứ không phải là không có. À. Tại họ không muốn thôi, chứ nếu thật sự họ muốn họ sẽ tìm mọi cách, họ sẽ thăm. Em nghĩ là vậy. Nhưng mà nếu bà xã liên lạc á, nên cho gặp con chút xíu nha. Bởi vì con nó cũng cần cái tình yêu thương của mẹ đó nha trường ha. Con có bao giờ thấy ba khóc không? Hồi đó giờ thấy ba khóc không? Hồi nãy không thấy ba khóc không? Nãy ba khóc á. Thấy thương không? Biết sao ba khóc không? Ba khóc là vì ba buồn đó. Rồi bây giờ biết sao cho ba vui không? Ba vui là con ngoan nè, con học giỏi nè, con ăn nhiều, con ngoan nè. Với lại là ba là sắp sửa có một cô để về chăm sóc cho ba, chăm sóc cho con nữa. Thì điều đó sẽ làm cho ba rất là vui. Và con có ủng hộ điều đó không? Con thích không?
10 tuổi rồi hả? 10 tuổi rồi. Con thấy cô sao con? Cô dễ thương không? Bình thường. Thường cô này nè, con thấy cô này sao? Cô bên này nè. Mấy mốt cô đó về ở cùng nhà với mình đó, con chịu không? Con ok không? Ok. Ok. Rồi, bé còn quá nhỏ, bé chưa cảm nhận được gì đâu. Quan trọng người lớn chúng ta yêu thương bé, chăm sóc bé là được rồi. Con cố gắng học giỏi nha. Rồi, con em gái đi với ai? Dạ, em đi với em gái ruột của em. Em gái ruột hả? Rồi, hai chị em giống y chang nhau luôn á. Dạ, em xin chào MC Nguyễn Linh và MC Ngọc Lan. Dạ. Chào khán giả trường quay. Thì em tên là Kim Thoa, em là em gái ruột của chị Ngân. Thì hôm nay em đi đến chương trình cùng với chị thì em cũng mong là chị có được một người để mà chị có thể nương tựa được suốt đời. Tại vì cái hôn nhân trước của chị á, chủ yếu là qua mai mối. Khi mà lúc đến á, thì anh cũng nói chung là nói chuyện rất là nhỏ nhẹ và rất là hiền. Nhưng mà khi về ở chung nhà rồi á, thì bắt đầu mới có những cái xung đột xảy ra và anh ăn hiếp chị và gia trưởng rất là nhiều. Về tiền bạc là khét xét nét chi tiêu đủ thứ hết. Kể cả lúc mà chị mang thai á, anh muốn cho chị ăn gì là chị ăn đó, chứ còn chị thèm á là chị không có được ăn. Cho nên thành ra là cảm thấy cuộc sống hôn nhân nó bị bế tắc á, nên là chị quyết định chia tay. Thì hôm nay là em cũng mong là anh Trường á, nếu như mà sau này hai anh chị có thành đôi với nhau thì em mong là anh có thể yêu thương chị nhiều hơn. Và những cái vấn đề về tiền bạc hay là ăn uống này kia thì thật sự đó là những vấn đề rất là nhỏ. Chị, mình không có cần phải quá xét nét chi li về vấn đề đó thì em nghĩ nó sẽ tốt hơn. Với lại là em cũng có mẹ cũng lớn tuổi và cũng bệnh hơi nhiều á, nên thành ra là cũng mong muốn là anh có thể cho chị tới lui chăm sóc mẹ, chứ không có ở suốt bên đó được. Dạ. Thương em gái, thương chị gái ghê không? Cũng may mắn là nhà của cặp đôi chúng ta ngày hôm nay rất là gần nhau, nên cũng cái chuyện mà chăm nom nhau thì rất là dễ. Cái cảm nhận ban đầu em thấy anh Trường anh hiền không? Anh được không? Dạ, em thấy nói chung người miền Tây của mình á, thì cái nhìn cái vẻ bề ngoài á, thì rất là chất phác, rất là hiền. Thì em thấy anh Trường cũng là một tiếp người cũng giống như chị em á, là khá là ít nói và kiểu như anh chia sẻ rất là thật về cái tình huống mà mình cái tình cảm hôn nhân của mình lúc trước, thì cũng có được cái sự tin tưởng. Dạ, thì chủ yếu là do hai bên gặp mặt thì coi là có rung động hay không và có bắt được nhau hay không, thì đó là do chị và em quyết định thôi. Rồi, cảm ơn em gái. Anh nghĩ rằng hai người gặp mặt đi, cảm nhận đi ha. Chúng ta đã lỡ chuyến đò rồi, hy vọng chuyến đò này nó sẽ là chuyến đò bền vững mãi mãi luôn. Mở rào. Bắt đầu đi Trường. Sao trùng hợp quá. Sao vậy? Món quà trong đó là cái gì mà trùng hợp? Thấy rõ không ạ? Dạ, em cảm ơn. Rồi đây Lan cầm cái này cho. Rồi, đang hỗ trợ cho hai bạn nói chuyện với nhau nha. Cái áo với cái hộp quà nó cũng trùng hợp với nhau nữa. Thấy chưa, cái hộp, cái màu á, hộp. Hôm qua em tính lấy bông lan mà bông lan tháng này bông lắm. Rồi, quay qua nói chuyện với Ngân đi Trường. Em làm ở Bách Hóa Xanh ở huyện Ba Vinh, lắp giò luôn ha. Dạ, em làm Bách Hóa tại chợ lắp giò luôn. Dạ. Dạ. Làm lâu chưa? Dạ, em làm gần 3 năm rồi. Dạ. Còn em có thường đi làm qua không? Dạ, chưa từng đi. Vậy để tại vì em cũng mất đi chơi. Để mình làm trả em đi ha. Dạ. Công việc của anh là trồng cỏ. Anh thì như làm ba chậu mà để trồng mai đâu đó. Dạ. Rồi cỏ thảm anh mới trồng sau này hả? Dạ. Mà có cái xuôi cái trồng chưa nhưng giá nó xuống. Dạ không sao. Dạ anh thấy em sao? Thấy cũng hiền, nói chuyện cũng dễ thương. Dạ. Cũng đẹp. Dạ em thấy anh cũng hiền, cũng được. Em thì không có yêu cầu gì quá, chỉ cần thương em, thương gia đình là anh không cần, chỉ cần sáng nấu cơm anh ăn, chiều nấu cơm anh ăn được. Còn sáng nấu cơm xong em muốn đi đâu em đi, miễn chiều có cơm về ăn là được. Đơn giản vậy. Dạ. Bạn nãy nghe em gái nói chuyện không? Dạ. Là tắm ăn gì có cho không? Tiền bạc làm sao? Quan trọng giờ là nếu như hai người lấy nhau về, tiền bạc ai quản lý? Em nói tiền, nói với bạn gái kìa. Theo anh nghĩ tiền bạc ai quản lý cũng vẫn được, chủ yếu là mình biết chi ly cho nó đúng là được, cho nó dư giả hay là mình biết tiết kiệm thì nói chung ai giữ cũng vậy.
Mà, dạ, mà dạ. Em thấy theo anh thấy càng giữ tiền càng mệt chứ đâu gì đâu. Đúng rồi, giữ tiền chi mệt. Có người khác giữ người ta muốn ăn cho vợ giữ, sáng vợ đưa 50 ngàn uống cà phê rồi khỏe khỏi lo chứ. Ngày uống cà phê 50 hơi nhiều nha em ơi. Thì nhiều. Hơi nhiều. Trời ơi, ly cà phê ta hết 4 mấy ngàn rồi. Ở Đồng Tháp cà phê rẻ hơn. Rẻ cũng phải 2 mấy ngàn. Giờ rồi còn tiền lên giá à chị Lan ơi. Thôi mai mốt về là pha cà phê ở nhà uống luôn. Trời đất. Cũng được. Nhà có sân vườn, có cây, có bông, nhà ngắm bông sân vườn view đẹp luôn. Sợ lúc đó sáng kêu vợ, vợ pha, vợ nhăn nhăn đó chứ. Không nhăn đâu. Hỏi coi, hỏi coi có nhăn không? Có nhăn không em? Không tốn tiền thì không có nhăn. Đó, thấy chưa? Trời ơi. Phụ nữ tay hòm chìa khóa là người ta phải tính tới từng giọt cà phê. Chắc chị Lan cũng vậy quá. Phải đó. Đó. Có gì thôi chứ tôi không có biết giữ tiền. Hồi nãy kêu mua cho anh Ly đó mà không có mua, pha cái bình vô đưa cho tao uống luôn đó. Thấy chưa? Nó tiết kiệm vậy đó. À, nếu mà nó ra với cà phê ở nhà uống ngon thì phải quán. Tại vì cà phê nhà mình mua cho nè. Mình mua theo theo ý của mình. Còn cà phê quán nó quán pha nó lạc nhét, nó không có ngon. Không ơi, không nói gì quán tế đâu ơi. Không phải nói vậy nè. Mình ở nhà mình uống cà phê á là mình được người đẹp pha cho mình nè. Trong đó nó có cả tình yêu thương trong đó. Rồi ngồi uống cà phê ngắm view đẹp, ngắm người đẹp luôn. Nó đậm đà quá bà. Nói gì mấy quán tao hợp ế tao kiện bản quyền họ luôn. Bởi vậy ngày mai giờ nó quýnh em nè. Giờ nè đó. Em thấy cô gái này nhìn. Bây giờ cái cảm quan đầu tiên á, em thấy có gì hợp với mình không? Em thấy tặng quà thì hợp rồi. Hợp rồi, hợp đúng không? Rồi thấy cái tình cảm của mình nhìn cô này có thấy có gì hợp không? Hình dáng thì cũng em cũng hợp. Thôi giờ cũng nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ nhỏ giờ tiến gần nó cho nó rõ xíu đi. Ngồi xa quá. Đây nè, tiến gần là hai bên đó. Rồi hai người nói chuyện đi. Ví dụ giờ nói chuyện dù như bao lâu rồi mình có thể đến với nhau được. Rồi em có về nhà anh ở, anh qua nhà em thử bàn coi. Hai người nhìn nhau nhìn thẳng cho nó sát vô luôn. Đó. Nếu sau này dù chuyện gì đi nữa em có bỏ anh nữa không? À, nếu như mà đã quyết định thì đây cũng là lần thứ hai thì cũng là lần cuối. Nếu mà trong Bách Hóa Xanh khoai hơn anh thì sao? Anh yên tâm đi, Bách Hóa Xanh ta có gia đình hết rồi. Có chẳng không có gia đình thì cũng mấy đứa nhỏ nhỏ nó mới lớn lên. Lớn lớn lên dễ dụ lắm á. Ghen quá mày. Mình đàn ông là mình phải bản lĩnh. Dạ. Mình phải giữ cái người mình yêu bằng cái bản lĩnh của mình. Dạ. Chứ không phải là bằng cái sự lo lắng. Cái điều này á, nó rất là nguy hiểm. Này, mỗi ngày về mình cứ hỏi, ủa em ơi trong đó anh mới thấy cái thằng kia nó ngó em. Là không được. Mình phải bản lĩnh, mình phải tự tin rằng mình là một cái người tuyệt vời nhất đối với cô gái này. Đúng không? Thông cảm Lan biết không? Đã bị một lần bị rồi. Bị phản bội rồi, lúc nào cũng lo thôi. Nhưng mà anh thấy rằng đây là con người không có như vậy đâu. Ta hiền lành thấy với em ta nói chuyện không? Bây giờ nè, hỏi đi. Ví dụ như giờ về thì hai đứa mình tiền bạc em giữ em có chịu không? Nghe Quyền Linh nói vậy, Quyền Linh nói vậy em chưa? Không, em tự nói cho nó chứ. Nói thêm mốt nói Quyền Linh xuống. Nhưng mà mất tiền bạc anh giao giữ hết em chịu không? Dạ chịu. Rồi sáng xin tiền cho không? Dạ cho chứ. Nhiều nhiêu? 50. 50. Đương nhiên là đàn ông đi làm thì cũng phải có chút tiền bỏ túi chứ không xong không cho không được. Không dạ. Có tiền đổ xăng đẩy xe về đó. Dạ không có. Dù hai mình tới nhà em có mong muốn có đứa con trai gái gì không? Như anh với em tiến tới hôm nay em thích bé trai hay bé gái? Như em thích bé trai. Trai dạ, trai dạ. Có rồi. Em thích thêm nữa không? Dạ không, một đứa nữa là được. Dạ. Dạ. Rồi, bây giờ hỏi đi, khoảng bao lâu thì mình có thể tới nhau được nếu mình tìm hiểu nhau? Khoảng bao lâu mình tới nhau được? Cái đó cũng tùy thời gian, nếu mà mình thấy hợp thì tiến tới thôi chứ không có quan trọng thời gian là bắt đầu. Nếu vậy thì em cho anh cơ hội lên tìm hiểu em. Để lát nữa bấm nút. Rồi nói đi, bây giờ tuần gặp mấy lần, gặp ở đâu đó, nói đi. Tuần gặp, em thích gặp được mấy lần? Em thì nếu mà có thời gian rảnh thì dục cái có quen thời gian rảnh thì sẽ nhắn tin. Tại vì làm Bách Hóa Xanh là làm cả năm cả tháng lúc nào cũng làm chứ. Khi nào muốn nghỉ thì xin nghỉ chứ không có. Thì tối gà ca anh lên. Gà ca là tới 10 giờ 9 giờ rưỡi lận. Đâu sao nữa. Tối lận. Thì 9 rưỡi nhà anh lên đó 10 giờ ra 1 12 giờ trở về. Trời ơi. Quá được luôn á. Quá được luôn á. Hả? Bây giờ nè, em hát câu gì đó, đứng nắm tay Nguyên, hát bài ngọt như mấy lùi. Đó, hát bài nào tặng cho bạn gái cái nào. Thôi em hát hôm nay xin phép anh hát không được. Kệ nó, hát câu hay câu cũng được, cái bài gì nãy đó. Hát đi, nhìn bạn gái này hát cho có tình cảm nè. Thôi cho thiếu lên luôn. Sao thiếu được? Tặng riêng được. Hả? Tại nay em hơi khô cổ quá. Hơi khô hả? Dạ. Cải lương được không? Không. Uống nước không? Không. Khô quá nước không? Tại sáng giờ em đi nó. Thôi giờ vậy nè, em nói hết những cái cảm xúc của em với cái người đối diện đi. Em mong muốn điều gì nói với cô ấy biết đi. Thì anh không mong muốn gì em ngoài biết quan tâm tới gia đình và lo lắng cho gia đình là được rồi chứ không vậy.
Ví dụ áo anh có gắt thì giá là dần cũng được. Nhưng không cần gì cao hay là nhiều quá. Như thứ hai, Nguyễn Thương anh thật lòng rồi. Rồi, cảm ơn mọi người về đây đi. Được rồi đó. Anh thấy trường nó ghê luôn á. Không có cần gì cao sang lắm. Áo anh rất là giá được rồi. Thương anh là được rồi. Mỗi buổi cho anh 50 ngàn là được rồi. 50 thôi, 50 nãy giờ xin hoài ta không cho mà cứ 50. Ôi sao tiết kiệm quá vậy. Em đã từng nhớ em xin người cũ không cho rồi thấy chưa. Giờ phải cho ta nhiều nhiều chút, 55, 60 gì đó chẳng hạn. Cho 60 được không Trường? Dạ được, cái này sang lên anh. Lên thì được đúng không? Dạ. Rồi để tay vô nút bấm đi Trường, bên tay trái kìa. Đây đằng sau là sau lưng nè. Đó. Bây giờ đã đến lúc các bạn đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Ngân không bấm hả Ngân? Sao vậy Ngân? Dạ, tại khi mà em nhìn anh chưa có cảm động động lòng. Dạ, cảm xúc đầu tiên của em là vậy. Anh chưa có cảm xúc đúng không? Dạ. Chưa có rung động đúng không? Nhưng không bấm nút, nhưng mà cũng có thể ra ngoài mình làm bạn từ từ tìm hiểu cũng được. Thật ra anh thấy ở Trường đó một cái tính thật tình rất là lớn, chân thành lắm. Đây là con người mà có thể tâm sự chia sẻ với em được tất cả mọi thứ đó. Dạ. Chị hỏi thiệt là điều gì khiến cho em còn ngại ngùng? Chi tiết nào khiến cho em còn một chút ngại ngùng như vậy? Bạn ấy nói bạn chưa rung động đó. Một phần thôi. Em nghĩ là có một cái chi tiết nào đó, một cái điều gì đó. Em có thể chia sẻ với chị Lan được không? Dạ được, tại vì cái hôn nhân đầu tiên vậy đó, em cảm thấy hơi sợ đàn ông chút. Cho nên là em cũng cũng còn ngại nhiều lắm. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt anh thì em cũng chưa có cảm nhận được cái gì hết. Tuy là anh thấy anh rất là hiền, anh rất là thật lòng, em biết, nhìn em có thể cảm nhận được. Nhưng mà trái tim em không có rung động. Giờ dày. Về nhà cứ bữa hai bữa đem kiển đi cỏ rồi tới ha. Tới bách quá xanh mua đều. Sắm gì tới đó. Lâu lâu tặng cái gì đó ha. Anh nghĩ rằng em sẽ chinh phục được á. Thật ra là với những người khác mà đến phút này mà vẫn còn cảm giác là mình còn ngại, mình còn sợ thì có lẽ là Lan sẽ phản ứng rất mạnh. Nhưng với cô gái này thì Lan có một cái sự thông cảm hơn rất là nhiều, chia sẻ hơn rất là nhiều. Bởi vì khi mà trái tim của chúng ta đã quá tổn thương rồi, chúng ta đã cố gắng bước ra khỏi cái vòng an toàn của mình để đến được đây, để mong rằng là mình sẽ tìm ra được một cái hướng đi mới cho mình. Nhưng nó vẫn còn một cái chút gì đó, nó khiến cho mình gợi nhớ lại những cái vết thương cũ, nên làm cho cô ấy hơi do dự. Và cô ấy chưa có tự tin rằng bản thân của mình sẽ gặp được cái điều may mắn. Anh nghĩ là nói đúng đó, chưa có rung động thì chúng ta không nên bấm nút. Đơn giản như vậy thôi. Thật ra ai cũng cảm nhận được cái thật của chàng trai này. Đúng rồi. Rất là tốt. Cố gắng, chuyện đó dễ thôi, quan trọng mình chinh phục thôi. Hả Trường hả? Dạ, dạ. Mình sẽ làm cô ấy rung động bằng cây kiển, bằng thảm cỏ, bằng màu xanh của quê hương mình. Thật ra hai bạn này mà đến với nhau thì sẽ bù đắp cho nhau, sẽ lấp đầy những cái tổn thương cũ cho nhau được. Đó là chúng ta sẽ làm cho nhau hạnh phúc mà, và sẽ sửa những cái sai lầm của những cái người ngày xưa đã từng làm được cho đó. Mình. Ngân sẽ chờ làm được. Đợi đi. Ngân bên cố gắng lên. Sẽ chinh phục cho mà coi. Nhớ nha, em trồng cây si trước nhà luôn cho tôi. Nha. Nhớ báo cho tôi biết nha. Ngày nào làm được gì làm được gì nha. Cứ tuần lần hai lần tới chỗ cô ấy. Rồi. Ha. Bên này là cố gắng lên. Là bạn, biết đâu chúng ta sẽ là người yêu, biết đâu chúng ta sẽ là vợ chồng với nhau. Được không Trường? Dạ. Anh tin Trường sẽ làm được đó. Mình hãy chinh phục nha. Dạ. Rồi, thôi coi như trên sân khấu này chúng ta chưa có nợ với nhau. Cố gắng làm sao mà có về mượn nợ thành nợ nha. Mượn nợ cô đó đó. Xuống sân khấu mượn liền 10 triệu là nợ liền. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Cuộc đời nó không may mắn lắm rồi. Bây giờ cố gắng làm sao tạo nên sự may mắn cho từng bạn nữa là hay ha. Đây là bộ son do thép Vina QA gửi tặng cho bạn gái. Đây là xà bông của anh Nguyễn Linh bán ở chợ á. Bữa nào đi chợ thấy xà bông rửa tay rửa chén lau sàn của hình Nguyễn Linh mua ủng hộ nha. Này tặng đem về Đồng Tháp xài thử nha em gái. Dạ, cảm ơn. Amity. Đây là phần quà tặng đến từ nhà mũ bảo hiểm Royal. Màu vàng gửi cho bạn trai, màu trắng chúng tôi gửi cho bạn gái. Hai đứa lên đây bằng gì? Dạ em đi bằng xe Honda. Dạ em đi bằng xe khách. Mình có thể đèo nhau về không? Nếu mà có nón rồi, nếu mà em đồng ý thì có thể đưa em về tới đúng nhà. Rồi hay quá, hay. Được đó, đây là hai cơ hội để hai em có thể làm quen với nhau, nói chuyện từ đây tới Đồng Tháp chạy chậm chậm thôi nha, có con nữa mà. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi hai đứa xuống dưới kia xin số điện thoại nói chuyện với nhau đi. Anh còn muốn đàn cặp này sẽ có còn nữa hả? Rồi Hoàng Toshiba sẽ gửi tới nhà lò nướng cho mình, lò nướng gửi tới nhà sau nha. Rồi
xuống dưới tâm sự, xin số điện thoại đi. Biết đâu chở cô ấy về tới nhà rồi đổi thay đổi ý kiến thì sao nha. Dạ, dạ. Rồi em ra trường. Rồi mời bạn. Đi đi. Bạn kia đi hướng kia đâu có được bấm nút chung đâu mà. Rồi em đi hướng này, em đi đường này nè. Cùng đi xuống đây nè trường. Đi đường này. Đi vòng qua kia gặp mặt luôn cho tôi. Hay hiền khô à. Nè nè nè. Thiếu người này có ai ngồi không? Ngoài kia còn phỏng vấn nữa nên cứ ngồi đây đi. 10 phút nữa. Rất tiếc là cặp đôi đầu tiên họ đã không bấm nút hẹn hò với nhau rồi. Nhưng Quỳ Linh vẫn hy vọng quý vị, họ sẽ hẹn hò một lúc nào đó, đúng không gian, thời gian và hoàn cảnh luôn. Thôi bây giờ đổi không khí đi mọi người. Chúng ta hy vọng ở cặp đôi thứ hai này họ sẽ có một cái kết thúc đẹp với nhau. Và bây giờ thì mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Trước khi lên đây dặn dò làm chi không? Dặn dò một cái là bể hết. Trúc Sổ Bích ha. Xin mời nhà gái. Chào cô gái, mời em ngồi. Mời nhà trai. Mời em trai. Mời cô gái cho chúng ta giới thiệu trước nè. Em chào mọi người ạ. Con chào chú Quỳnh Linh. Chào. Em chào chị Ngọc Lan. Chào bạn Nam và chào mọi người ở trường quay, cũng như là mọi người đang xem TV, đặc biệt là bố mẹ hay là bạn bè mà nếu mà xem mình nhá. Kêu gọi cả bố mẹ luôn đó. Em là Mai Tú Anh và hiện tại thì em 26 tuổi. Còn em đã ở Hồ Chí Minh được hơn 1 năm. Ngày trước thì em làm việc và học tập ở Hà Nội, nhưng mà quê em thì lại ở miền Trung. Mọi người thì hay gọi là Tiểu Vương Quốc, thân thương nữa thì gọi là Đại Thanh, nhưng mà ai muốn ăn nem chua thì đến quê em, không ai khác là Thanh Hóa. Dạ vâng. Còn hiện tại thì em đang làm thiết kế đồ họa. Tú Anh làm thiết kế đồ họa. Dạ, đúng rồi ạ. Sinh năm 96. Dạ. Mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào bạn nữ. Chào em. Và chào quý vị khán giả. Thì em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Ngọc Khánh. Em năm nay 26 tuổi. Thì ở quê của em thì ở Phú Yên, miền Trung. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn. Thì trước kia thì em cũng có làm ở ngoài Hà Nội, và trước kia em cũng có đi làm ở nước ngoài. Thì hiện tại em đang kinh doanh về trà sữa. Em mở quán ở dưới Mỹ Tho. Dạ, và hiện tại là em đang làm thêm một cái công việc, một job nữa, đó là phụ trách kinh doanh của công ty xe máy điện tại Việt Nam. À, dạ. Giỏi vậy ta, vừa bán trà sữa, dạ, vừa làm xe máy điện nữa. Dạ. Ủa, nhưng mà mình đang làm việc ở Sài Gòn đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Thì, rồi cái quán trà sữa ở Mỹ Tho ai xem, ai coi? Dạ thì hiện tại là em đã xây dựng quy trình và có người quản lý ở dưới hết. Thì cuối tuần thì em sẽ về dưới em xem xét này kia, xong rồi đầu tuần em lên làm việc lại. Bán ở đường nào qua mới Mỹ Tho nè? Dạ em bán ở ngay trường Nguyễn Đình Chiểu, ngay khu Vincom luôn ạ. À, ngay Vincom luôn đúng không? Dạ vâng ạ. Đối diện trường Nguyễn Chiểu ha. Dạ vâng ạ. Rồi, dạ. Tốt rồi. À, như vậy là một chàng trai có ý chí cầu tiến, đang làm rất là nhiều việc để kiếm tiền của vợ đúng không? Dạ vâng. Tú Anh của chúng ta có ưu điểm khuyết điểm nào nè? Dạ, điểm mạnh của em thì độc lập tự do, còn hạnh phúc thì đang đi tìm. Ngoài ra thì em cũng khá là tự lập, vui vẻ. Người ta hay nói là ở bên cạnh em thì là bao vui. Ngoài ra nữa thì em cũng biết nấu ăn, nhưng mà được nấu ăn cho thì vẫn thích, em có thể rửa bát, phần còn lại thì em lo được đó. Yếu điểm thì em hơi vụng về một chút. Còn có một cái nữa em không chắc nó là khuyết điểm hay không, nghĩa là em không thích người khác chê em béo, mặc dù em biết là em cũng béo thật. Là ngoài ra thì em thích hát, mặc dù hát không hay nhưng mà thích hát. Dạ. Mình thích hát là mình hát liền một bài đi em, cho nó vui vẻ phim trường nè. Dạ vâng. Thực ra thì em có một ước mơ là nếu mà ở trong đám cưới của em thì em có thể hát, bởi vì bạn bè em bảo là chắc là chỉ có đám cưới của mày thì mới có thể hát thôi, bởi vì bình thường mà hát là mọi người về hết. Còn khi mà ở đám cưới á, thì chắc chắn là sẽ là người thân quen hay là anh em bạn bè, và đặc biệt là chú rể của em, thì em có hát thì mọi người vẫn yêu thương ủng hộ nên là sẽ không về đâu. Nên là em cũng mong là mọi người, em hát xong thì mọi người đừng về nhá. Ở đây không ai dám về hết. Bây giờ để chúc hai đứa mở màn cho hai đứa hát giống như đám cưới đi, cho nó cảm xúc đi ha. À cũng được, cũng được nha. Hợp lý. Bây giờ em trai, ưu điểm khuyết điểm em là gì? Dạ vâng, thì em tự nhận thấy cái điểm mạnh của mình á, thì thứ nhất là chịu thương chịu khó. Tại vì em xuất thân thì từ ở miền Trung, thì cũng học hỏi tính cách của bố mẹ từ nhỏ, thì không ngại cực khổ. Thì khi mà mình có khó khăn gì đó thì em không có nản bước, thì em làm tìm cách làm cho nó tới cùng về phần đó. Thứ hai là em rất là thích kinh doanh, thì em không làm cái này thì em cũng làm cái khác, và em cũng muốn làm sao cho cuộc sống mình nó bận rộn lên hơn và có nhiều trải nghiệm hơn, để mà cuộc sống này nó cảm thấy nó thú vị chứ mình em không thích sống một cuộc sống nó vô bổ. Dạ thì đó là cái điểm mạnh của em. Còn về cái điểm yếu của em thì là hay xấu ngủ. Xấu ngủ ở đây á có nghĩa là em có thể ngủ bất kỳ đâu. Thì tại vì không phải là do mình ham ngủ, mà mình kiểu như là mình làm việc nó nhiều quá thì em luôn trong trạng thái nó buồn ngủ.
Ví dụ như vào ngày cuối tuần thì em không đi chơi mà em cứ ở nhà nằm lì về cái giường của mình để mình ngủ để mình lấy lại sức chẳng hạn, thì cái đó là cái mà em cần cải thiện hơn. Cái đó không có gì xấu hết trơn, anh ngồi đây mệt hồi cũng ngủ luôn vậy. Dạ. Tại đó tại mình làm việc nhiều quá mà không có đề gì cả hết. Dạ. Ha. Dạ. Dạ. Với đẻ quá mà sao để đâu dữ vậy? Tại thực sự là cũng do cái thứ nhất là em cũng muốn mình trông dài dặn hơn, thứ hai là em cũng tại vì râu em ra rất là nhanh thì cạo một hai ngày nó sẽ ra liền, mà em thì không có thời gian để mà cứ sáng nào cũng phải cạo thôi, em cứ để như vậy luôn. À. Dạ. Tại vì nó phong trần đúng không? Em cũng không biết nữa. Dạ. Đường tình duyên của nhà gái sao nè? Cũng ế nhá. Ế hơi lâu nhá. Thì nói ra thì chắc là nhiều người không tin đâu chứ em ế cũng 8 năm rồi đấy. Trời đất